Thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022, từ trung tuần tháng 7, huyện Văn Chấn tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên, đồng thời triển khai kế hoạch tiêm vaccine diện rộng đến các xã thị trấn trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận vaccine từ tỉnh cấp, Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm phòng 420 liều vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho đối tượng đã tiêm liều thứ nhất, đồng thời tổ chức tiêm vaccine Moderna phòng COVID-19 cho hơn 1.500 người thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 7 và nhóm 8, làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế, người tham gia phòng chống dịch, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, giáo viên, thành viên tổ tự quản ở thôn, bản, tổ dân phố.